cách khắc phục tình trạng táo bón theo phương pháp diện trần bướu trâu quý vị nên biết. Cách 1, sử dụng hai đầu ngón tay xoa miết xung quanh miệng theo chiều từ phải qua trái, thực hiện khoảng từ 30 cho đến 50 cái ngay trước khi đi đại tiện và thực hành từ 1 cho đến 3 lần một ngày. Cách thứ hai, sử dụng ba đầu ngón tay miết từ vùng đầu lông mày xuôi xuống đuôi lông mày khoảng từ 30 cho đến 50 cái trước khi đi đại tiện và thực hiện từ 1 cho đến 3 lần một ngày. Lưu ý không sử dụng khi bị huyết áp thấp. Cách thứ ba, sử dụng ba đầu ngón tay vuốt đầu mũi khoảng 30 cho đến 50 cái thực hiện trước khi đi đại tiện và làm từ 1 cho đến 3 lần một ngày. Cách thứ tư, sử dụng đầu móng tay ấn vào điểm trên cùng của rãnh nhân trung với một lực tương đối mạnh, đồng thời há miệng ra thực hiện khi đi đại tiện. Cách thứ năm, sử dụng lòng bàn tay xoa xung quanh rốn theo chiều kim đồng hồ từ 30 cho đến 50 vòng. Chúc quý vị thực hiện thành công. Mến chào quý vị.